Anh. Ơ, chú Nam, sao đến trước không bảo anh một câu? Thôi, vào nhà đi, trông mặt mệt mỏi quá rồi đấy. Vào ngồi đi em. Chú uống nước đi, để anh bật điều hòa cho mát nhá. Em cảm ơn anh. Bị hâm mà cảm ơn. Mà chú xuống lúc nào sao không gọi anh ra đón? Em thấy phiền anh lắm. Anh em với nhau nói thế sao được? Em nghĩ là anh bận nhiều việc nên không gọi cho anh. Bận thì bận ý, nhưng mà có đứa mút ý thì nhất định anh phải biết sắp xếp công việc mà đón chứ. Dạ vâng. Mà anh mới sửa lại nhà à? Ừ, anh mới sửa lại, thay đổi toàn bộ luôn. Thích quá anh nhờ. À, mà anh bảo này, đồ đạc cũ của anh ấy vẫn còn dùng rất tốt. Hôm nào chú về ấy, anh sẽ thuê xe chở đồ cho chú dùng. Vậy tốt quá rồi ạ. Em cũng đang định sắm sửa thêm một vài thứ để thỉnh thoảng là tiếp khách với cả nước non nữa anh ạ. Thế thì chuẩn quá rồi. Má ấy, bụng bàn ghế của anh ấy sang cực kỳ, nhưng mà ấy, nó hơi cồng kềnh nên là ấy, anh phải thay đồ mới cho nó rộng nhà. Dạ vâng. Mà chị nhà đâu rồi anh? À, chị về quê ngoại được vài hôm rồi. Tiếc quá, lâu lắm rồi chưa gặp chị. Hôm nay em mang lên nhiều hoa quả lắm. Anh nhớ cất đi giúp em đấy, rồi nhắn với chị là em gửi anh nhá. Thôi rồi, tí nữa anh sẽ nhắn cho chị luôn. Dạ vâng. À, để gọi cho con Hoa, rồi ba anh mình làm một bữa nhá. Dạ vâng ạ, em đang định bảo anh như vậy đấy ạ. Ừ, thôi được rồi, em vào trong kia tắm rồi thay quần áo cho nó mát, để gọi Hoa luôn nhá. Dạ vâng ạ. Alo, Hoa à? Em đang ở đâu đấy? Em đang đi mua túi, sao thế anh? Ừ, tối sang nhà anh ăn cơm luôn nhá. Có thằng Toàn đến thăm bọn mình đấy. Thằng Toàn á? Thôi, em không thích đâu. Ừ, hay con này. Em ruột mày mà mày bảo không thích là sao? Em ruột mà có mấy khi gặp được nhau đâu. Giúp đỡ cũng chẳng thể giúp gì. Mày nói thế mà nghe được à? Chứ còn sao nữa. Ngày xưa nó là em út, nhưng nó đã đành. Giờ lớn rồi, đụng việc gì cũng phải xin anh chị giúp đỡ, không thấy nhục hay sao? Này, mày ăn nói cho cẩn thận nhá, đừng có mà láo. Em nói đâu có sai đâu mà anh lại cáo em. Thôi, em không đến đâu nhá, anh với nó tự đi mà. Alo, alo. Nước ở đây mát thật đấy anh ạ, tắm một cái mới tình cả người luôn. Tiếc ý là anh ở với vợ, chứ anh mà ở một mình ý thì anh đã đưa chú xuống ở với anh rồi. Em ở làm sao được ạ? Nhà còn bao việc nữa, đồng áng rồi vợ con thờ cúng nữa, em không đi được đâu. Anh biết mà, anh nói thế thôi, chứ anh có cho chú thêm vàng ý chú cũng không chịu xa quê mà. Em ở quê quen rồi, giờ đi vài ngày là em nhớ lắm. Thế chú định ở đây mấy hôm để anh sắp xếp công việc rồi đưa chú đi chơi cho biết phố xá nào? Chắc là em ở đến ngày mai thôi anh ạ. Sáng mai em qua thăm chị Hoa rồi em về luôn. À, mà anh đã gọi được chị Hoa chưa? À, anh mới gọi cho Hoa rồi, nó bảo bận họp nên không đến được. Vậy để sáng mai em qua thăm chị ấy nhá. Chắc là sáng mai không đến thăm được đâu, tại vì nó đi làm mà. Chết thật, hiếm khi em mới lên đây, ít ra thì em cũng phải biết chị em sống như nào chứ. Thôi được rồi, để anh gọi cho nó để xem mấy giờ nó họp xong rồi anh gọi nó qua đây nhá. Dạ vâng ạ, anh gọi luôn đi. Thôi được rồi, anh ra ban công ngồi cho thoáng, chú ngồi đây xem tivi nhá. Dạ vâng ạ. Anh gọi cái gì nữa thế? Này, thằng Nam nó mong mày lắm đấy, mày sang đây chơi với nó đi. Em đã bảo là em không thích rồi. Thì coi như anh mời mày, mày không để anh à? Với lại ấy, nó bảo mai sang thăm mày đấy. Cái gì? Sáng mai á? Em đâu có rảnh mà tiếp nó. Thế thì bây giờ mày sang luôn đi, rồi mày bảo mày bận. Phiền thế không biết. Thôi được rồi, để tối em qua. Ok, thế nhá.
Cái Hoa ấy, nó bảo 8 giờ qua đấy. Thật vậy ạ? Vậy thì vui quá rồi. Dám mà bố mẹ mình còn thì nhà mình vui lắm anh nhở. Tự nhiên em nhớ bố mẹ quá. Ừ, anh cũng thấy nhớ bố mẹ. Anh đi ra ngoài một tí nhá. Anh đi đâu đấy ạ? À, anh đi mua ít đồ, tối về uống bia. Cố gắng nấu giúp anh nhá. Dạ vâng. Mà trời đang mưa, anh đi cẩn thận đấy. Anh có mang theo ô đây rồi. Dạ vâng. Chị Hoa, chị mới đến ạ. Ờ, mà thằng kia, sao mày không bật máy hút mùi lên? Dạ, vừa nãy anh Minh mới chỉ dạy em cách bật bếp thôi ạ. Còn cái này em quên chưa hỏi ạ. Đúng là thằng nhà quê. Chị uống nước đi. Em làm bữa sắp xong rồi. Đợi anh Hiếu về rồi mình ăn cơm chị nhá. Em ra làm bữa nốt chị nhá. Thôi, mày ngồi đây. Tao không có thời gian đâu mà đợi chờ mày nấu cơm, nấu nước. Tao chỉ đến một tí thôi. Nhân tiện tao cũng muốn hỏi luôn, chuyện nhà cửa ở quê mày lo thế nào rồi? Ở quê ấy, thì vợ chồng em vẫn thờ cúng và vườn tược đầy đủ chị ạ. Có thật không đấy? Tháng nào tao cũng phải gửi tiền về đều như vắt chanh. Mày ấy mà không lo liệu cho tử tế, đừng có mà trách tao. Em nào dám như thế ạ? Đấy cũng là trách nhiệm của em mà chị. Trách nhiệm của mày á? Mày nói thế không thấy ngượng mồm à? Trước đến giờ, mày đã tự lo được cái gì chưa? Mà mày đòi hai từ trách nhiệm. Em... Mà tao nói luôn nhá, cái miếng đất của bố mẹ để lại ở quê ấy. Cuối năm nay, tao sẽ tìm xem nếu có ai muốn mua thì tao bán luôn đấy. Sao lại vậy chứ? Đất của bố mẹ để lại, chị bán đi làm gì? Mày bị điên à? Cái đất đấy bây giờ, mày trồng một đống rau đống cỏ vào đấy, lúc nào mới phát lên được? Bán đi, còn lấy tiền mà làm ăn. Nhưng mảnh đất ấy là bố mẹ cho anh Hiếu. Bán hay không ấy, thì cũng phải do anh Hiếu quyết chứ ạ. Anh Hiếu bây giờ thiếu gì tiền? Anh ấy cần gì đến cái miếng đất ấy? Với lại á, tao chỉ cần ngỏ lời xin thôi. Kiểu gì mà anh Hiếu chẳng cho. Mảnh đất ấy là bố mẹ dành dụng cả đời đấy. Chị bán đi làm cái gì? Tất nhiên là tao có kế hoạch kinh doanh riêng của tao rồi. Mà cái loại ít học như mày ấy, tao có nói cũng chẳng hiểu được đâu. Em không đồng ý. Cái gì? Mày dám không đồng ý á? Mày không đồng ý thì mày làm gì tao? À, hay là mày lại muốn chia phần? Cái loại như mày ấy, không làm ăn được cái gì cả. Suốt ngày xin xỏ, nhờ vả anh chị hết cái này đến cái kia. Mày lấy tư cách gì mà đòi hỏi? Chị vừa phải thôi. Chị xúc phạm em hơi quá rồi đấy. Thế từ trước đến giờ mày đã làm gì khiến tao phải nể chưa? Chị Hoa. Anh. Mày nói gì đấy? Sao anh lại tát đây? Mày xem, mày làm thế mà như được à? Tao thật không ngờ lại có một đứa em như mày đấy. Thôi anh Hiếu, anh em với nhau cả mà. Có gì anh từ từ nói chuyện đã. Làm sao mày phải bênh nó chứ? Cả hai đều là em tao. Đúng thì tao bênh, sai thì tao phải dạy chứ. Nhưng mà anh nghĩ xem, từ trước đến giờ nó đã bao giờ cho anh được cái gì chưa? Trong
trong khi anh thì suốt ngày lo cho nó, nghĩ cho nó, từng ly từng tí. Mày im mồm đi. Mày có biết ngày xưa bố mất đúng lúc mày thi đại học, thằng Toàn phải ở nhà phụ giúp mẹ kiếm tiền lo cho mày đi học không? Chẳng phải mẹ nói đấy là tiền mà bố để dành cho ba anh em mình sao? Lúc đấy anh mới tốt nghiệp, phải lo tiền đủ thứ, tiền đâu cho mày chứ? Em không nghĩ là lúc đấy ở nhà lại vất vả như thế. Vì mẹ bảo mày là con gái, không muốn mày phải chịu khổ nên cố gắng phải lo cho mày đủ thứ, cũng không muốn mày tủi thân. Em... sau này anh có việc làm ổn định mới báo hiếu cho mẹ được, với cả lo cho hai đứa mày. Nhưng chẳng được bao lâu thì mẹ mất. Anh định cho thằng Toàn lên thành phố học, nhưng nó bảo nó không chịu, nó nhớ quê, muốn ở nhà chăm sóc nhà cửa, bàn thờ tổ tiên. Thôi anh, đấy là việc em muốn làm mà, anh đừng nói ra nữa. Nhưng mà anh phải nói cho nó biết. Toàn, chị xin lỗi, em đã vất vả nhiều rồi. Nó lúc nào cũng nghĩ cho anh em mình, vậy mà mày có mỗi một mảnh đất bố mẹ để lại cho anh giữ. Sau này đứa nào thiếu thốn thì còn có chỗ mà nương tựa, vậy mà mày còn định giành giật hết à? Anh, em, chị biết là chị sai rồi, chị có lỗi với em nhiều lắm. Không sao đâu chị, mình là người nhà cả mà. Thôi, sai có thể sửa, chúng ta là một gia đình thì không thể quay lưng lại với nhau. Sau này anh sẽ cố gắng chăm lo cho hai đứa.